Ping pong. Cá mập mẹ, cá mập con, hàng xóm nhờ chúng ta trông chừng em bé giúp họ một tí đó. Trước đây chúng ta từng trông em bé này rồi, đúng không? Hãy cùng nhau chăm sóc cho em bé này thật tốt nha. Dạ vâng. Chào bé cưng, em có muốn cùng nhau trang trí cây thông không? Ôi, phải làm gì đây? Đừng phí thời gian nào. Bé cưng à, chúng ta sẽ hát cho con một bài. Đúng rồi, hãy cùng hát bài hát ú à. Cả nhà ơi, cả nhà ơi, đang ở đâu? Ú à, ú à, ú à, mình đây nè. Bé cưng à, ăn thử món bánh Giáng sinh này đi. Mừng quá, em thấy khá hơn rồi đúng không bé cưng? Bọn con xin phép ra ngoài chơi nha. Được rồi, đi cẩn thận nha. Chào cá yêu tinh. Chào cá mập con. Chào cá mập con. Chào cá mập con. Có bé cưng đi theo nữa kìa. Ôi không, em bé đang khóc kìa. Các bạn, làm ơn hát bài hát ú à cho em bé nghe được không? Được chứ. Được rồi. Được rồi. Này bạn cá, làm yêu tinh, bạn ở đâu? Ú à, ú à, ú à, mình đây nè. Ú à. Nghe bé cưng cười như vậy, mình thấy vui quá à. Mình cũng vậy. Mình nữa. Hô hô hô, cùng xếp quà và đi thôi. Hô hô hô. Ồ, là ông cá mập Noel. Cùng đi qua đó nha. Cảm ơn cá yêu tinh. Chào ông cá mập Noel. Ồ hô hô hô, Giáng sinh vui vẻ, cá mập con. Hô, có cá mập bé cưng ở đây nữa sao? Các cháu có thể giúp ta chuyển quà lên xe trượt được không? Wow, dạ được chứ. Ta có thể nhìn cả thị trấn, thật tuyệt làm sao. Không có gì phải sợ đâu, bé cưng à. Ông sẽ hát con nghe bài hát ú òa nhé. Này ông cá mập Noel, ông ở đâu? Ú à, ú à, ú à, ta đây nè. Rúp ú à. Hả? Ông ơi, những món quà biến đâu mất rồi kìa. Ôi không, chắc chắn là bạch tuộc đã lấy cắp rồi. Đi tìm thôi nào. Tên trộm bạch tuộc kia kìa. Ha, người nghĩ người bắt được ta sao? Đừng có hòng. Nào tìm xem bạch tuộc ta đang ở đâu. Ấu à, ấu à, ấu à. Ta bắt người, ngươi là đồ con bạch tuộc ăn cắp. Wow, có
mập con, sao con chui ra từ ống khói vậy? Hả? Ông cá mập Noel cũng ở đây sao? Hô hô hô, chúc mừng Giáng sinh. Nhờ cá mập con và bé cưng đây, ta đã tìm được quà bị mất. Cảm ơn rất nhiều. Wow, cảm ơn ông cá mập Noel. Này các bạn có thích video của chúng mình không? Đừng quên nhấn đăng ký, subscribe nhé. Hãy tìm Ping Pong trên YouTube.